Hello, xin chào tất cả mọi người. Nếu như mọi người yêu thích dòng gỗ cẩm lai và muốn sở hữu một bộ bàn ghế được làm từ cái dòng gỗ đẳng cấp này, và bên cạnh đó thì nó phải có một nguồn phong thủy thật là tốt, thì mọi người phải tham khảo ngay cái bộ bàn ghế mà em mới lên kệ ở đây. Và trước mắt mọi người đây chính là một cái bộ bàn ghế mà em nghĩ là nó rất là ấn tượng. Và bộ này thì em mới lên vào 2 ngày trước. Bộ này thì nó sẽ có tên gọi là bộ bàn ghế Nghê Bảo Đỉnh với chất liệu là gỗ cẩm lai của Việt Nam Campuchia cao cấp. Sản phẩm thì sẽ được làm bằng cái phần tay cột là tay 12 và hình ảnh được chạm thì sẽ là những cái chú nghê rất là uy quyền, quyền lực. Đó. Bộ bàn ghế này thì nó sẽ bao gồm là 10 món nè. Nó sẽ có là một chiếc đoạn dài, 4 chiếc ghế đơn, 2 chiếc đôn kẹp, 2 chiếc đôn ngồi và 1 chiếc bàn chính. Và với cái phần kích thước kê đặt như vậy thì em nghĩ là sẽ phù hợp với những cái không gian nhà cỡ từ 25m² đổ lên. Rồi mình sẽ nói về cái phần chất liệu đầu tiên đi ha cả nhà. Nói về chất liệu thì như em đã giới thiệu, mẫu này được làm bằng chất liệu là gỗ cẩm lai của Việt Nam Campuchia cao cấp. Thì đây là một cái dòng gỗ có giá trị và rất là quý hiếm trên thị trường của nội thất gỗ hiện nay. Gỗ này, cái chất gỗ nó rất là cứng và đẹp nha mọi người. Đây, vân gỗ thì siêu nét. Và cái mẫu này thì bên em lọc giác thì rất là sạch nha mọi người. Đó. Phần ở sau chỗ nghê này là cũng được đục chạm. Mà mẫu này là em chạm cho mọi người là hai mặt ha. Thì khi mà mọi người quan sát thì mọi người sẽ thấy là ở bất kỳ một cái phần chỗ nào của một cái ghế hay là của một cái bàn đều có những cái vân gỗ rất là đẹp nè. Bộ này là em tuyển gỗ nó rất là đều luôn mọi người. Còn về cái gỗ cẩm lai này thì nó có những cái tính chất rất là tốt về độ cứng nè, độ chắc nè, độ nặng nè. Gỗ này thì nó rất là nặng luôn nha mọi người. Một cái ghế nhỏ của nó hả là nặng 2-3 người ghinh thì mới được luôn nha. Đó. Gỗ cẩm lai thì cái màu gỗ này nó cũng không sáng nha mọi người. Màu gỗ này nó sẽ nâu nâu, trầm trầm như thế này ha. Thì nó phù hợp với những cái không gian nhà mà mình yêu thích. Thì cái màu tông gỗ mà kiểu dạng như là nó trầm ấm như này. Đó. Còn về đường nét đục chạm. Đường nét đục chạm thì ở đây, ở phía trên thì nó sẽ có một chú nghê nè. Đó, và ở cái phần lưng tựa thì sẽ có ba chú nghê vòm cầu. Đó. Hình ảnh thì được đục chạm rất là tỉ mỉ ha. Và những cái linh vật nghê này thì nó sẽ mang cái phong thủy là trấn giữ nhà cửa cũng như là mang tới điềm tốt, điềm lành đến cho gia chủ ha. Đó, cái bộ này là em đục cho mọi người hai mặt luôn. Này là nghê ba đầu luôn nha mọi người. Đó, tay cũng là tay nghê, phía phần dưới chân thì sẽ là chân hổ phù nha. Đó. Toàn bộ bề mặt của bộ ghế thì nó sẽ được làm theo cái dạng là khung tranh. Tại vì gỗ cẩm lai thì nó không có cái kích thước lớn để mà mình làm liền tấm đó cả nhà. Đó, thì em sẽ ngồi thử vào cái phần ghế đơn này để cho mọi người xem đi ha. Cái phần ghế đơn này á, đây, khi mà em ngồi vào á, mọi người thấy không ạ? Cái không gian ngồi nó rất là rộng rãi và mình tựa vào đây á. Tại vì cái bộ này là nó có được chạm cho nên là chắc chắn là nó không thể nào mà nó êm lưng giống như là những cái bộ chạm đào nha mọi người. Thì nó sẽ hơi cứng cấn ở cái chỗ này ha. Thì nếu mà được á, thì mọi người kê thêm mấy cái phần gối ở phía sau. Mình ngồi thì nó sẽ thoải mái hơn nha mọi người. Đó, tay thì là tay nghê khi mà mình để lên vậy nè. Đó, mọi người thấy cái dáng ngồi không ạ? Nó rất là đẹp luôn. Đó, mặt bàn nè, mặt ghế nè. Nó sẽ được làm theo kiểu dạng là bo tròn. Đó, nhìn nó rất là mềm mại nè. Cái ghế đơn, cái ghế đôn này nó rất là lớn nha mọi người. Đó, cứng lắm. Một cái ghế này thì nó sẽ... Ui trời ơi, đó, nó rất là cứng nha. Nếu mà mọi người muốn tới trải nghiệm thì mình đến tại cửa hàng em nha. Rồi, tới cái phần đoản. Phần đoản này thì sẽ là đoản ba tựa. Và ở cái phần trương á mọi người, chỗ này cho tới hết cái trương bên đây, nó sẽ là trương liền tấm nha. Đó, những cái phần mà nghê á mọi người được đục chạm nè. Mọi người thấy cơ bắp của nó không ạ? Cuồn cuộn và được làm rất là sắc nét luôn. Kiểu linh vật này là mình lột tả nó hết sức là đẹp. Đó. Phần lưng tựa thì nó sẽ là lưng tựa cong. Và cái phần lưng tựa này nó sẽ dày cỡ tầm 3cm nha, 2-3cm. Những cái chi tiết mà nhỏ nhỏ như cái móng này nè cũng được làm rất là kỹ. Đó. Này nó sẽ rất là cứng nha mọi người. Đó, thì em sẽ ngồi em dựa vào ha. Đó. Đây, cái không gian ngồi thì rất là rộng rãi rồi. Với cái đoạn này thì mình ngồi mình có thể nằm lên được luôn, nó rất là thoải mái nha. Đó. Còn đây là bàn chính, rồi bàn trà. Bàn chính thì nó sẽ có là những cái gọi là hộc tủ để cho mọi người có thể sử dụng nha. Đó, bên đây hay bên đây cũng vậy. Đó. Trên những cái đôn này thì mọi người có thể kê thêm những cái bình hoa để mà tạo nên cái vẻ đẹp thêm cho cái ngôi nhà của mình nha. Đó, cái bộ này nó rất là lớn luôn đó mọi người. Đó. Đây em đang đứng ở trong cái khu vực này mọi người xem ha.
Rồi, bộ bàn ghế này thì hiện tại là em đang có sẵn tại cửa hàng quận Bình Tân nha mọi người. Nếu mà mọi người quan tâm thì mọi người hãy liên hệ vào số là 0908 356 119 để em có thể tư vấn cho mọi người ha. Và cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở đây nhé.